Quý vị và các bạn thân mến, mang thai vào mùa hè với thời tiết nắng nóng dễ khiến mẹ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì thế, cần bổ sung dinh dưỡng cũng như chăm sóc đúng cách giúp mẹ bầu thoải mái và dễ chịu. Trong diễn đàn Eva ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ phương pháp chăm sóc mẹ bầu mùa hè nắng nóng phù hợp và an toàn. Trước khi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng xem một phóng sự sau đây. Thông thường, phụ nữ mang thai luôn nhạy cảm hơn cả về tâm trạng và về thể chất. Sự thay đổi sức khỏe, những áp lực về mặt thời tiết, áp lực về công việc, về các vấn đề trong cuộc sống đều nhạy cảm hơn so với người bình thường. Để vượt qua nắng nóng, mẹ bầu cần lưu ý trong chế độ ăn uống và sinh hoạt. Mùa hè chúng ta cần uống nhiều nước và ăn thức ăn dễ tiêu hóa để giải quyết tình trạng dẫn đến bệnh lý. Chế độ ăn của bà bầu nói chung cũng không có gì quá kiêng khem đặc biệt, nên hạn chế các thức ăn cay quá, nóng quá, thức ăn khó tiêu, thức ăn có quá nhiều chất đạm như thịt chó, nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả. Tuy nhiên, cũng không ăn quá nhiều hoa quả quá ngọt như vải, dứa, sầu riêng, nó có thể làm tăng đường huyết lên cao, sẽ dẫn đến nguy cơ đái tháo đường trong giai đoạn thai kỳ. Đối với các loại hoa quả mà dân gian cho là không nên ăn khi mang bầu là mận, đào thì cũng không có chống chỉ định nào là không được ăn các loại quả này hay hoa quả khác. Nhưng mình ăn vừa phải, không nên quá nhiều. Do thời tiết nắng nóng, nhiều phụ nữ mang thai có thói quen cả ngày đêm đều ngồi ở điều hòa. Không nên để ở nhiệt độ lạnh quá vì sẽ có sự chênh lệch quá lớn giữa trong phòng và ngoài phòng. Trời nắng nóng, bà bầu cũng dễ bị mẩn ngứa, thậm chí là rôm sảy. Cần lưu ý đến việc ăn uống những loại nước mát xay như rau má, dâu ngô. Nếu trong tình trạng dị ứng, sẽ phải đi khám chuyên khoa da liễu. Các bác sĩ sẽ cho các loại thuốc bôi để chống tình trạng ngứa chứ không được tự ý điều trị. Khi mà mang bầu thì tôi cảm thấy cơ thể là rất là mệt mỏi, hay đau mỏi cổ vai gáy này. Thì là tôi đã được bạn bè giới thiệu đến trung tâm mình. Được các bạn đến massage cho thì mình cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái. Hôm nay chắc chắn là bé sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng hôm trước thì hay bị mất ngủ vì đau mỏi cổ vai gáy. Phụ nữ mang bầu giống như mình thì là nên quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình. Ví dụ như là những tháng quý 2 của thai kỳ này thì nếu mà có điều kiện thì có thể đi massage này, như mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái lắm. Thưa quý vị và các bạn, tham gia chương trình Diễn đàn Eva ngày hôm nay, chị Chu Thị Xuân đến từ Doctor Hải Kè, thành phố Hải Dương sẽ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai mùa nắng nóng. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì chị có thể chia sẻ về sự cần thiết của việc chăm sóc mẹ bầu trong quá trình mang thai hiện nay được không ạ? Kính chào quý vị khán giả, chào Thảo Ly. Chăm sóc chú đáo cho mẹ bầu là vô cùng quan trọng vì sức khỏe của mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Khi mẹ bầu được chăm sóc tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái thì sẽ giúp mà sự phát triển của thai nhi tốt hơn. Trong cái thời đại công nghệ hiện nay thì rất là căng thẳng, các mẹ bầu không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Có các bạn chuyên gia chăm sóc để hỗ trợ cho mẹ và bé thì rất là cần thiết. Vậy thì hiện nay các mẹ bầu thường sử dụng dịch vụ gì để được bảo vệ và chăm sóc trong suốt quá trình mang thai ạ? Trung tâm chăm sóc mẹ và bé Dr. Hải Kè chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ như chăm sóc sức khỏe cho mẹ, từ bao gồm như dịch vụ massage bầu, xua tan mệt mỏi, chống căng thẳng, và massage giảm eo sau sinh, giảm mỡ, tắm bé tại nhà và hướng dẫn mẹ tự tắm bé. Bên cạnh đó thì có thông tắc tiết sữa, công nghệ siêu âm đa tần lần đầu tiên có mặt tại Hải Dương, hiệu quả nhanh chóng, không đau, không làm hỏng dáng ngực. Bên cạnh đó thì có bơi thủy liệu giúp trẻ thư giãn và vào những ngày hè nắng nóng đem lại vận động sớm và hoạt động các cái phát triển trí não rất là tốt. Là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ bầu thì chị có lưu ý và lời khuyên gì dành cho các chị em trong quá trình mang thai ạ? Đầu tiên, mẹ bầu cần duy trì chế độ dinh dưỡng, cân đối ăn nhiều các rau quả tươi, protein và uống đủ nước. Thứ hai, nên tập thể dục nhẹ nhàng như yoga hoặc là đi bộ để duy trì sự sống khỏe và giảm căng thẳng. Thứ ba, luôn kiểm tra sức khỏe định kỳ theo lịch với hẹn bác sĩ.
để theo dõi cái sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ. Cuối cùng, mẹ cần giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng và luôn tìm kiếm những sự hỗ trợ giúp gia đình, những sự hỗ trợ giúp của gia đình và bạn bè khi cần thiết. Vậy cách chăm sóc mẹ bầu vào mùa nắng nóng thì nên được quan tâm ra sao thưa chị? Vào các cái mùa hè nắng nóng, mẹ bầu cần lưu ý như uống nhiều nước để tránh các tình trạng mất nước, mặc quần áo thoáng mát, thoải mái, tránh ra ngoài trời vào khoảng thời gian từ 10 giờ đến 3 giờ chiều. Mẹ nên ăn các thực phẩm tươi mát, giàu nước như trái cây, rau xanh và bổ sung các chất dinh dưỡng, bổ sung sắt, kẽm, canxi, protein. Ăn nhiều thực phẩm tươi mát, giàu nước như trái cây, rau xanh, bổ sung thêm sắt, kẽm và vitamin D. Sử dụng quạt hoặc điều hòa để giữ mát không gian sống. Nhưng mẹ nên lưu ý rằng là điều hòa thì các mẹ nên để ở cái chế độ thấp, khoảng độ 28 độ là nhiệt độ rất là tốt, phù hợp với cả mẹ bầu. Thường xuyên nghỉ ngơi và tránh làm việc quá sức. Nếu có dấu hiệu khó chịu hoặc mệt mỏi nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Vì cái thời nắng nóng này thì mẹ bầu rất là nóng ở trong người đó. Nhưng mà mẹ bầu cũng không nên là quá lạm dụng về cái điều hòa. Không nên bật điều hòa liên tục trong suốt cái thời gian mà mình ở trong phòng đó. Nên là mình đi ra ngoài, đi ra đi vào một chút, hoặc là mình sẽ nghỉ một thời gian đó, sau đó thì mình bật tiếp. Nhưng điều hòa thì mình sẽ để ở chế độ thấp. Khi có việc ra ngoài đường thì các mẹ bầu nên mặc thoa kem. Khuyến khích các mẹ bầu là nên thoa kem chống nắng và mặc các cái áo để giày để che chắn cho đỡ ánh nắng. Và cuối cùng thì xin được cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ mang thai cần lưu ý để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh, yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng. Mẹ bầu cần tránh tiếp xúc với những công việc quá căng thẳng hoặc những yếu tố gây stress. Ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp mẹ và bé luôn khỏe mạnh. Đến đây, chương trình Diễn đàn Eva do Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương và Thẩm mỹ viện Quân y phối hợp thực hiện xin phép khép lại. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.